Xin kính chào quý vị và các bạn. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn xem cái bộ cơ của cái đầu đếch. Cái đầu đếch này của hãng Technic có model là RS TR252. Technic hai cửa băng. Đây cái mô đen của nó để ở cái cửa băng. Đấy, RS TR252. Đây là cái bộ cơ. Bộ cơ này lại chạy chạy bánh xăng. Ngồi xoay mãi chả thấy cái vòng cao su nào cả. Chạy toàn bộ bằng bánh răng hết. Những chiếc đầu đếch mà có cái kiểu đầu từ như thế này, mà cái đầu từ này nó mà mòn quá rồi thì không có đầu từ để thay. Không có đầu từ để thay. Hoặc là những chiếc đầu đếch mà ba đầu từ cũng vậy. Nếu mà chơi đến khi mà cái đầu từ nó mòn quá mà nghe âm thanh của nó không ra cái gì nữa thì chỉ có phan đình đáp thôi, chứ cái đầu từ đấy không có đào đâu ra mà thay. Đây là mặt đằng sau của bộ cơ. Không có cái vòng cao su nữa cả. Toàn bánh răng. Ê, sướng. Ê, cái thằng cu quan này. Thằng cu quan này là xin thưa tới quý vị và các bạn, cái thằng cu quan này này là nó auto stop đấy. Này. Đấy, nó liên liên quan đến con giờ là giờ con giờ le này. Đây cái thằng cu này, này. Đấy. Cái thằng cu này nó mà đứng yên đấy. Bây giờ chỉ cần bẻ cái đèn này nó cách xa khoảng cách nó ra một tí thôi là nó không auto stop được đâu. Bánh đà này như thế này thì trượt làm sao được, bánh răng như thế này thì trượt ra được. Đấy, cái thằng cu này nữa, nhưng mà cái này với cái này bằng nhựa, bánh đà là bằng nhựa. Trục thì bằng sắt. Chạy hai cái dây cura. Dây cura dão rồi, thay dây cura của anh tỷ. Một cái dây bản dẹt và cái dây bản vuông. Bản dẹt là dây dây bản này bản 5. Thế còn cái chiều này thì chưa đo nó không biết. Bánh tỷ đây. Bánh tỷ theo yêu cầu của người chủ cái đầu này thay cái loại bánh tỷ thượng hạng bây giờ. Cao su trắng, bên trong thì lõi đồng. 100.000 đồng một cái bánh tì này. Chứ không thay cái loại bánh tì 20. Bánh tì 100.000 đồng. Lắp vào phát ăn ngay. Cái bánh tì này 100.000 đồng thì cái độ chuẩn và độ bền của nó thì tôi khỏi bàn. Những chiếc Mỹ Đài Sony 710 hoặc Sony 715. 715 là cửa B thôi chứ cửa A không lắp được. Đấy, cửa A cái bánh tì bé tí. Đấy. Mỹ Đài là mình còn toàn lắp bánh tì này. Thôi thì đã chia sẻ tới quý vị và các bạn cái bộ cơ của đầu đếch Technic RSTR252. Cơ tuyệt vời lắm. Tuyệt vời ở cái chỗ là không dùng vòng cao su. Nên khả năng trượt của nó thấp lắm.
thế nhưng mà nó lại không tuyệt vời ở cái chỗ là cái đời này thiết kế cái loại đầu từ này. Đầu từ này khi nó mòn quá rồi thì không có đầu từ để thay, mà kiếm được cái đầu khác nó hỏng, kiếm được cái đầu từ như này khó lắm chứ không phải không có, nói thế cho nó chuẩn. Thế nhưng mà kiếm cứ như kiểu mò kim đáy bể đấy. Và những cái đầu đếch ở những cái đầu từ khác ấy thì nó rời ra như đầu từ đại thì nó lại nhiều như lẫn còn. Thôi mình dừng video ở đây để tiếp tục hoàn thiện chiếc đầu đếch này. Thân ái chào tạm biệt.